Mến chào quý vị và các bạn. Hôm nay Minh Dưỡng đặc biệt chia sẻ cho các bạn một cái cây xanh kỳ đã được hoàn thiện tỉ mỉ. Ở đây trước mắt quý vị các bạn là một cái cây xanh cơ bản đã được hoàn thiện. Nhưng hôm nay Minh Dưỡng muốn điều chỉnh, điều tiết cái thân bệ cũng như cái tiết tấu của cái đường thân của cây kỳ mỹ này. Một cái cây mà có rất là nhiều điểm kỳ mỹ của cái thân bệ. Chính vì vậy trong khi tạo tác đến thời điểm này nhìn ra được những cái nét có thể chấm phá và cho tác phẩm đẹp hơn. Nhưng để làm thì ta cần phải tham bản. Và ở đây Minh Dưỡng muốn nhấn mạnh đến cái việc trước khi làm ta phải cần như thế nào. Mình nghĩ là cắt đi thì không khó, nhưng mà nuôi mới khó. Chính vì vậy cần phải hết sức thận trọng, cẩn thận. Khi những cái cây hoàn thiện như thế này rồi mà mình muốn tạo tác một cái điểm gì đó tại cái tác phẩm, mà nhất là tạo tác về tính tổng bố cục, thì càng phải cẩn thận và cần phải được tham bàn cũng như lấy ý kiến của những người trong giới chơi cây và hiểu sâu về cây. Đây là bộ bệ của cây, có một cái bộ bệ và đường thân rất là kỹ mỹ thuật ở đây. Minh Dưỡng sẽ chia sẻ với quý vị các bạn sơ bộ xung quanh cái bộ bệ thân này. Rất nhiều điểm khó, rất nhiều điểm mà giật cũng như là điểm mà vù vì của cây tạo thành một cái tác phẩm mà ta nhìn vào cảm thấy có rất nhiều nét là tự nhiên, nét hoang năm tháng tạo lên. Chính vì những cái nét tự nhiên như vậy mà ta sắp được cái tổng thể của tác phẩm cũng như tổng bóng hài hòa, thì đồng nghĩa là ta đưa được thiên nhiên vào cây, đưa được cái tự nhiên vào cây nhiều thì cây càng có hồn phách, và giá trị của cây mọi người nhìn vào cảm thấy rất là yêu, hút hồn với những cái tác phẩm như vậy, bất kể cây nào cũng vậy. Cái quan trọng cả cái video này là cái tạo tác và cắt tỉa chỉnh sửa ở cái bệ rễ này, bệ thân này như thế nào. Minh Dưỡng sẽ chia sẻ cho quý vị những cái điểm Minh Dưỡng đang muốn và cần phải tạo tác thêm cho cây này. Đây, Minh Dưỡng chỉ cho quý vị cái Minh Dưỡng đang muốn và đang trăn trở. Một là cái bệ rễ này, khẩu độ này, khẩu độ này từ đây đến đây mình cảm thấy nó có mấy cái vấn đề ở đây.
với cái đường thân chạy như thế này mà lên trên này. Thế thì có một cái khẩu độ này của cái rễ này làm cho có những cái cảm giác nó không được rõ ràng, và đường chạy của thân nó không được lộ hết. Đấy, nấp của cái đường thân rất đẹp, nhưng ngược lại nữa là cái yếu điểm nữa là do có cái rễ này ăn lên trên này thì cái đường thân này đang bị không phát triển vì thức ăn người ta đẩy hết lên cái rễ này. Đây, tự nhiên ở đây bị tóp đi, không phát triển, làm cây nó bị không côn. Cái khẩu độ này và cái khẩu độ này bị bé với cái đường cốt thân chạy lên như này. Vậy nên mình cũng muốn thay đổi cái cấu trúc của cái khu vực này. Có lẽ phương án đầu tiên là phương án cắt đây và không cho ăn tại cái đường rễ này lên. Phương án thứ hai là cắt bỏ để thể hiện rõ ràng của cái đường khuỷu này. Đây có một cái đường khuỷu rất là đẹp nhé, nó xuất điểm từ thân này ra, cái đường khuỷu nó chạy lần xuống đây rất đẹp. Đây, quay cho quý vị theo dõi. Đấy, đường khuỷu nó rất đẹp, nó trải ra như là một cái chân. Thì có lẽ là khi cắt đây thì rõ ràng điểm này, cắt khẩu độ này đi. Nhưng lại vướng vào một cái có thể là dễ nảy sinh ra bị xấu, là khi mất cái khẩu độ này đi thì cái đường này chưa bảo đảm được về cái tổng không gian, sẽ bị đơ và sẽ xấu cái khu vực này. Hiện tại cái rễ này để đây thì nó che chở cho được cái này, che chở cho đường thân. Cắt đi thì đường thân lại sẽ lộ rõ và sẽ không cân đối với từ cái bệ này lên đây, và khẩu độ lại đơ. Nó bù lại đường rõ ràng, mạch lạc và đường uyển chuyển của cái khẩu hình cổ này. Đây, khẩu hình này, khẩu hình từ đây chuyển lên đua theo một cái thân này, mà đua theo cái thân này như thế này cũng rất hài hòa, rất đẹp. Hai thân nó đua nhau, các bạn nhìn rất đẹp. Nhưng cắt đi là sẽ lộ cái này và có thể là sẽ nảy sinh cái điểm yếu này. Đương nhiên mình sẽ cắt đến đây thôi, đây. Cắt đến đây thôi, không thể cắt được sát để nhìn nó đỡ nếu có phải cắt. Ok, thế thì nảy sinh hai cái mâu thuẫn vì sự đắn đo. Vậy theo các bạn cần cắt hay không cắt và điều chỉnh như thế nào hợp lý nhất? Có lẽ là vì Minh Dưỡng làm cái video này, cái sự cần thiết cũng như là cái sự tính toán thật kỹ lưỡng khi những cái tác phẩm mà nó đã được như thế này rồi. Cắt đi thì dễ nhưng mà làm lại nuôi chắc có lẽ rất khó, và có lẽ rất khó để có thời gian nhiều mà nuôi tác phẩm được như vậy mà nó cũng không đẹp được nữa. Chính thế là mình nói là nhiều khi ba đo một đằng, suy nghĩ rất nhiều để có làm hay không làm. Đây là một điển hình, và rất nhiều những cây cổ, cây quý cũng có rất nhiều người đang phải nhức đầu những cái điểm để làm sao nung nấu cái tạo tác của tác phẩm ngày càng tốt hơn. Và điểm thứ hai nữa mình cũng muốn chia sẻ
để tạo tác thêm một cái phần mở thân của cái điểm P này. Đây là thân, và mình cũng thấy có một cái nét làm mà có thể là cũng chấp nhận được, và có thể là nó sẽ đẹp ra rất nhiều, nhưng cũng cần phải xem và ngẫm. Lấy ví dụ đây, trước cửa máy quay các bạn đang nhìn đây, đây nó có một cái đường thân chạy từ thân bệ lên, và nó có một cái điểm hai thân chạy lên như này, điểm xuất phát, và có một cái lỗ hổng giữa và chạy liền lên cấu kết đây, lỗ hổng đây, cấu kết lên thân 1 và thân 2 đang vườn nhau. Các bạn nhìn thấy cái thân rất đẹp, hai thân vườn nhau. Thì đang muốn tạo tác cái phần khu vực này, và để cải thiện được cái sẹo này, thì mình cũng đang muốn tạo tác cái phần này, nó sẽ lộ được cái thân và nhìn chiều sâu của cây, và cây nó cũng có cái điểm kỳ mỹ hơn, có thể là như vậy. Đây, ý đồ của mình cũng là muốn cắt đây, bỏ bớt phần này đi, phần thân này, bỏ bớt phần này đi, vừa là hạn chế tối thiểu được cái sẹo này, và bỏ bớt đến phần này, đây, đến đây, cắt ngang đây, đây. Từ đây đến đây, lên đây, mất nửa cái sẹo này, lên trên này, sang bên này, đây, quay lên đây, và phần trên thì diễn sẽ đục nghệ thuật từ đoạn này xuống lên hết cái thân này. Thì ta sẽ bỏ cái phần này đi, bỏ cả cái phần này đi, để ta thể hiện cái thân chính ở đây, từ đây sang mở thân ra, và mất cái điểm này, là điểm này thành một điểm sâu, điểm càng hoa cây thêm. Đấy, quý vị nhìn nhé, sang mặt này ta nhìn thấy rất rõ. Đây nhá, mặt này mình dự muốn đục vào đây, lên đục vào đây, bỏ cái thân này đi, đục từ đây, đây mất. Vì sao đục bỏ đây thì nó sẽ xuyên thấu sang bên kia. Đây các bạn nhìn, thấu sang cái thân bên kia. Đây. Và chúng ta được cái điểm cũng rất đẹp, vừa đỡ mất sẹo, vừa đỡ mất cái lỗ hổng ở giữa, vừa có cái điểm sâu giật, và tạo được cái đường vè. Đây, cái đường vè của thân bệ này rất đẹp. Đấy, đường vè thân bệ. Cắt đây đi, ta thấy sẽ có đường vè của thân bệ rất tuyệt vời, và nhìn thấu, nhìn được cái thân kia, cái cốt thân bệ, và điểm giật này vẫn rất đẹp. Hy vọng là mọi người xem, chia sẻ cùng Minh Dưỡng có nên làm hay không làm. Đây, khi hành cắt đây đi, đây, quay cho quý vị xem, đấy, nó sẽ lộ trong cái thân kia. Và hết được cái giếng chơi này, đổ không ra này, tạo được đỡ cái sẹo ở dưới này, mất đi 2/3 sẹo. Đây các bạn xem tổng thể đây, cái nhìn tổng cái bố cục nó vẫn đẹp và có nét kỹ mỹ thuật cao hơn. Không biết là mình được nói thì có đúng không, mong mọi người chia sẻ và có góp ý cho tác phẩm này. Ok, và Minh Dưỡng sẽ làm một phần ở cái ý nghĩ đó vào tác phẩm này. Minh Dưỡng
quay cho quý vị xem nhé. Vâng, để thao tác điều chỉnh một cái cây như thế này, có lẽ là Minh Dưỡng và Đỗ Đình Quyền thiết nghĩ là phải từ từ. Chính vì vậy là trước mắt để xử lý cái rễ này để hạn chế cái đường ăn của rễ lên từ thân này, ta có thể thao tác cắt để khống chế cái đường ăn lên thân, và ta lấy cái rễ bóng ta bịt lại đây quý vị xem. Và còn để tính toán xem là nên hay không nên cắt phần trên phần này của cái rễ này không. Đây là một cây hoàn thiện và rất là mỗi cái tạo tác, nhất là bố cục cũng như là thân bệ, cần phải được tính toán suy nghĩ làm sao để có thể hạn chế những sai lầm nhất có thể. Rồi, đã đứt. Và chúng ta lấy cái cải to bọc buộc lên trên này này. Có cần. Để như này được không? Lấy cái dây lông. Mai nó khoan ra nó không dính vào đây đâu. Thì nó không dính được vào nhau và không truyền. Sau này cái rễ nó ra nó cũng không bắt được vào. Thì nó sẽ đảm bảo. Và sau này mình có thể là vẫn để được cái rễ này, bỏ rút rồi bóng ra thì rễ nó lại gắn kết ở dưới phần nền được với nhau. Để cho làm được cái này thì để tạo tác để cho thân nó nuôi cái này to hơn. Ok. Thế theo Quyền cắt rễ này như này ấy, thì có những cái điểm ưu việt với cả điểm lợi điểm hại như nào? Mấy cả cái này có thể có bỏ được không? Về lâu dài. Bỏ thì cũng được, mà chả bỏ thì chả sao, nhưng mà bỏ ra thì có giữ nhiều nét đẹp. Thì bỏ ra thì cũng có thể nét đẹp nó rõ ràng của cái đường khỉu này. Thế nhưng mà nó lại ảnh hưởng đến cái thân này. Thì thân này rất khỏe thôi. Thân này rất khỏe. Có bỏ được về lâu dài, nghĩ là bỏ được không? Tôi được bỏ. Phải bỏ à? Bỏ thì mình sẽ tính xem dần dần. Thế còn cái bỏ thân này trông nó để thì cũng được, bỏ thì nó cũng đẹp. Nhưng mà đấy, bỏ ra thì nhìn thì nó rõ đấy, nhưng mà nó về mặt này nhá, nhìn nó sẽ đơ, bởi vì cũng có thể là mọi người để tạo tác thì Minh Dưỡng cũng có thể bật mí cho mọi người là chụp cái ảnh lên. Nếu mà bạn nào làm được với Photoshop thì làm, không với Photoshop thì mình lấy tại cái ảnh đó. Mình dựng ngược, dựng ngang và có thể là xóa đi cái rễ này. Sau đó mình nhìn xem là những cái khẩu độ ấy và những cái không gian ấy có hợp lý không, có trơ không. Mình làm bằng iPhone cũng được, mình chụp lên xong là mình xóa đi cái rễ này đi thì mình cũng đã thấy là nó hài hòa hay không hài hòa. Có lẽ mình sẽ quay sau chút nữa mình sẽ ghép vào cho các bạn xem là cái phần xóa đi nó ổn không. Chia sẻ một chút, mọi người có thể lấy iPhone chụp hình hoặc bất kể máy điện thoại thông minh nào chụp hình để vật dáng, có thể là vật dáng cho những cái thế cây. Chụp hình xong là mình có thể là làm hình nó đứng im lại và mình nghiêng các cái thế cây trước khi mình muốn tạo tác, để làm sao để biết được luôn là nó có đảm bảo được ăn khớp những cái hình tưởng tượng của mình hay không. Đấy là một cái mẹo mà chia sẻ cho mọi người. Thế còn cái mặt này
theo quyền có bỏ được không? Cái này nó đều rất nhiều nét, bỏ cũng đẹp mà không bỏ thì nó bỏ cũng được mà không bỏ thì cũng vẫn được, nhưng mà quan trọng là chiều sâu của cây và tạo nên một cái độ hài hòa hơn, hoang hơn với cây này và phá đi được cái hình với không gian không, khoảng không, cái giếng cũng như cái hạn chế cái vết sẹo này hơn. Tại vì đây cái phần này nếu mà nói đến đây là phần này là vẫn dễ nhiều hơn nhỉ. Đấy nó dễ kéo xuống năm thân này. Nhưng cái đây mới là cái cốt chính của nó, nên là cái này là phải suy nghĩ. Cái này cần phải suy nghĩ và tính toán. Tại vì nếu bỏ đi là lại dễ nó thân. Rồi, Minh Dương sẽ chia sẻ cho quý vị các bạn sơ bộ về cái cây mà đang trong quá trình hoàn thiện và muốn tạo tác. Thêm nữa là có lẽ là cái thì dựng xin chào quý vị các bạn, hy vọng các bạn sẽ xem và thấy bổ ích, sẽ chia sẻ cùng Minh Dưỡng. Minh Dưỡng chào quý vị các bạn nhé. Chào mừng các bạn hãy đăng ký kênh để theo dõi chương trình mới nhất. Hãy like và share để lan tỏa tình yêu quê hương. Hãy bình luận để thể hiện quan điểm cá nhân của bạn.